Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái mẹo, một cái thủ thuật rất hay để giúp cho các bạn có thể xử lý một trường hợp rất hay gặp trong cuộc sống luôn. Đó là xử lý những cái lỗ thế này này, trên ống sắt, ống nhựa nằm ngang hoặc nằm dọc cố định mà mình cần bắt những cái con bu lon, ốc vít thế này vào. Ha. Thì thông thường những cái lỗ này nếu như nằm gần á thì mình có thể đưa vào nó dễ dàng thôi. Còn sâu hơn một xíu á, như thế này thì rất là khó ha. Chắc chắn mọi người thường hay dùng những cái cờ lê thế này để đưa vào thì đây là cái cờ lê này, nó đã dài vừa đủ cái tầm thì có thể dễ, nhưng mà nếu như mình bắt những cái con này vào đây thì cờ lê này lại quá ngắn, rất là khó đưa vào, không tới luôn các bạn. Thì làm thế nào để xử lý nó? Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách của mình nha, rất đơn giản thôi. Thì các bạn sẽ dùng cờ lê thế này này, mình cũng để như thế này, nhưng mà các bạn đưa kiểu này nó sẽ bị rớt con này vào. Ha, rớt ngay lập tức. Cho nên để xử lý, các bạn chỉ việc dùng một cái cuộn băng keo điện các bạn. Băng keo điện, đơn giản thôi nha. Đấy, các bạn xé một ít thôi. Đây. Rồi. Các bạn chỉ việc để nó vào thì nó sẽ giữ cố định, không sợ rớt luôn ha. Tác dụng quá hay. Đây, đưa vào đúng lỗ luôn rồi các bạn. Đưa vào đúng lỗ luôn. Rồi, lúc này mình sẽ vặn thoải mái thôi. Thấy không? Một phát là ăn ngay. Này, ok. Đấy, như vậy là xong ha. Quá tuyệt vời. Rồi, mở ra thì vẫn làm tương tự. Đấy. Ha, lấy ra. Ok. Rồi, bây giờ là cái dài nó dễ rồi ha. Tiếp theo là cái ngắn. Mình cần đưa này vào. Thì chắc chắn các bạn phải dùng cái cờ lê nhỏ tương ứng. Các bạn cũng làm bằng băng keo luôn nhé. Bằng băng keo. Cách này quá hay luôn và chắc chắn các bạn rất hay gặp trong cuộc sống luôn. Đó nha. Rồi, mình tiếp tục dùng cái khóa nhựa này. Đây. Bằng cách này các bạn. Đây nhá. Mình đưa vào một phát là ăn ngay luôn các bạn. Ok. Thấy chưa? Rồi. Vặn lại thôi. Không, quá đơn giản. Ok. Chúc các bạn thành công nha. Chào các bạn.